Tôi là nghệ nhân giao thuyền của huyện Krông Pa đến dự tại tỉnh Gia Lai. Tôi yêu âm nhạc là nhạc sáo, đây là sáo trúc tình cui. Là yêu lúc từ 5 tuổi, 6 tuổi bằng các tuổi cháu rồi. Và tôi đã học và đến khi là 10 tuổi là đã thuộc. Và đến bây giờ tôi muốn thổi bài truyền thống của dân tộc là bài cảm ơn anh kinh nị dùng dân. Bài tuổi viên tuổi tuốt, bài hẹn nạc đầm hẹn. Bài tân nạc, hình ngọt, thôn giải phóng năm 75. Em mà giúp mình nạc cho tôi mượn được lần.